Xin chào tất cả quý vị và các bạn Cùng đến với xe 2 Thức giờ Để biết thông tin về giá xe Tổng nấm bánh, chương trình khuyến mại Và những tính năng option của chiếc xe Toyota Avanza Bản số sàn ạ Chiếc xe Toyota Avanza Bản số sàn này Khi mà sang cuối tháng 5 này Đang có chương trình khuyến mại như nào Thì phép giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ Còn nếu chưa đăng ký kênh của em Thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe ạ Tổng nón bánh và các chương trình khuyến mại ạ Ok xin phép đi vào vấn đề chính luôn ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần giá xe ạ Với giá miếc của chiếc xe này đang là 548 triệu ạ Khi mô dụng các chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt Cuối tháng 5 này Lam Hà đang là 620 triệu ạ còn trả góp thì đang là 202 triệu Còn ở tỉnh thì đang là 591 triệu Trả góp thì đang là 173 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 609 triệu Trả góp thì đang là 192 triệu ạ Còn những mua giá tốt hơn hay khuyến mại nào Tặng phụ kiện là sao Chi tiết bài như nào Thì anh em có điện cho em Hoặc nhắn tin zalo cho em Chắc chắn với em giá hôm đấy sẽ là tốt nhất trường cho anh em nha Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về những tính năng option của chiếc xe Toyota Avanza bản số sàn ạ Đầu tiên giới thiệu cho anh em về kích thước tổng thể ạ Kích thước tổng thể chiếc xe này dài đang là 4m395 ạ Rộng là 1m730 Còn cao là 1m70 ạ Còn chiều dài cơ sở dài đang là 2m750 ạ Còn khoảng sáng cầm xe đang là 20,5cm anh em nha chiếc xe này thì nó rất là dài, rộng và cao đấy ạ. Tiếp theo tiêu chuẩn về phần đầu xe. Phần đầu xe của chiếc xe Toyota Avanza bản số xa này có mặt đới cá rất là to bản, giúp cho chiếc xe cảm giác nó được thể thao và mạnh mẽ hơn ạ. Về phần đầu xe của chiếc xe Avanza bản số sàn này Nó sẽ là có uh, Cảm giác nó rất là góc cạnh em nhá Rất là góc cạnh đấy ạ về phần cụm đèn của chiếc xe Toyota Avanza bản số sàn này nó sử dụng là đèn LED anh em nhé. Cho cả đèn cốt đi đèn pha đấy ạ. Đó, bản số sàn sử dụng đèn LED luôn đấy ạ. Chiếc xe thì phần đầu xe chiếc xe này nó sẽ không có cảm biến góc trước, không như là camera 360 độ đâu ạ. Về phần sườn xe của chiếc xe Toyota Avanza này nó cũng được dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe được cứng cáp hơn, chắc chắn hơn, thể thao hơn đấy ạ. Tiếp theo tiếp theo về phần bánh xe Bánh xe của chiếc xe Toyota Avanza này nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, vành nó vành 16 inch đi ạ. Phanh trước xe là phanh đĩa, phanh sau sẽ là phanh tăng chồng em, tăng trống em nhá. Còn đây phần sườn xe này. Gương chiếu hậu là sơn gương chiếu hậu cùng màu thân xe, thích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương bằng đèn led ạ. Nó sẽ có chỉnh điện, gập điện ạ. Tay nắm cửa thì cùng màu thân xe anh em nhá. Còn đây giới thiệu cho em về bên nội thất này. Nội thất của chiếc xe Toyota Avanza này là dù không gian nội thất màu đen. Ghế được bọc lỉ đi ạ. Đó. Ghế nó sẽ chỉnh cơ anh em nhá. Rồi, rất rộng rãi đi ạ. Còn đây giới thiệu cho em về bên đuôi xe này. Phần đuôi xe của chiếc xe Toyota Avanza này là nó cũng được dập nổi rất là nhiều, giúp cho chiếc xe được cứng cáp hơn, chắc chắn hơn, thể thao hơn và mạnh mẽ hơn ạ. đuôi xe thì nó sẽ là có cụm đèn nó sử dụng là đèn, đèn đèn led anh em nhá. Chạy thành phần sườn xe đến phần đuôi xe đấy ạ. Về phần cản sau của chiếc xe này nó sẽ có cả miếng lùi và có cả camera lùi đấy ạ. Đây, cản sau đây. Nó sẽ là có camera lùi này. Rồi, rồi quay lại cho em về tổng quan về phần đuôi xe của chiếc xe Toyota Vanza anh em nhé thiết kế rất cao cạnh nhỉ ạ trần xe nó sẽ là trần phẳng có giá lóc không có giá lóc hoi thanh còn đây giới thiệu cho em về hàng ghế thứ hai này hàng ghế thứ hai giờ giống như hàng ghế đầu tiên ghế được bọc lỉ chỉnh cơ đấy ạ hàng ghế thứ hai thì ngồi rất rộng rãi và thoải mái anh em nhá nó có thể gặp được là 60 40 ạ Rồi lại quay cho về tổng quan về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Toyota Avanza bản số sàn ạ Ok em sẽ sang bên bên ghế phụ giới thiệu cho em về bên ghế phụ nhá. Ghế phô của chiếc xe này thì giống như bên ghế chính này, ghế chỉnh cơ, ghế bọc bọc lỉ đấy ạ. Màn hình nó sẽ màn hình cảm ứng 8 inch đấy ạ. Đó. Hệ thống là hệ thống là điều hòa cơ chỉnh tay, cần số sử dụng cần số sàn. Đó. Mức tiêu nhiên liệu của chiếc xe này ở trong đô thị đang là 8 đến 9, ngoài đô thị đang là 5 lít rưỡi, kết hợp trung bình chỉ có là 6 lít 7 thôi ạ. Chiếc xe này nó sử dụng là hộ, hộp số số sàn này em nhá. Dẫn đầu cầu trước đi ạ. Đó. Vô tay đám uh, vô lăng được bọc da, hệ thống điều hòa, cơ chỉnh tay ạ. Về phần động cơ của chiếc xe này nó sử dụng là động cơ 4 xin anh thẳng hàng hình chữ Y ạ. Với công suất cực đại của chiếc xe này đang là 105 mã lực trên cho 6.000 vòng trên phút ạ. Còn mô man xoắn cơ đại của chiếc xe này nó đang là 138 mã lực trên cho 4.200 vòng phút ạ. chiếc xe này nó đạt tiêu chuẩn Euro rồi anh em nhá. Tiếp theo giới thiệu cho em về uh, các uh, tính năng an toàn ạ. Các tính an toàn của chiếc xe này nó sẽ có hệ thống phanh ABS này, phân bố phanh điện tử LD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hệ thống uh, uh, hệ thống cảnh báo điểm mù. Chiếc xe này sẽ không có đâu ạ. Và hệ thống uh, cảnh báo phương tiện cắt ngang bản này không có ạ. Nó sẽ có hệ thống cân bằng điện tử xe đấy ạ. Camera lùi cả mấy nùi ạ Về túi khí bàn này nó sử dụng là túi khí hai túi khí em nhá cho bên ghế lái và bên ghế phụ thôi ạ Còn đây là giới thiệu cho anh em về phần uh, chi tiết hơn này Về bàn đồng hồ tóc lô này nó cũng khá là cơ bản thôi Còn đây là phần vô lăng, vô lăng ba chấu ạ Nó sẽ có điện thoại dành tay này Điều chỉnh âm lượng ạ đó. còn đây là các nút trời em nhá. Đây còn đây giới thiệu cho anh em về hệ thống điều hòa này hệ thống điều hòa cơ chỉnh tài đấy ạ. Chiều khóa thông minh, cần số nó sử dụng là cần số số sàn, khá cơ bản thôi ạ. Màn hình sẽ màn hình cảm ứng 8 inch. Đó, số loa chiếc xe này nó sử dụng là 4 loa. Có kết nối với cả điện thoại thông minh được đi ạ. Đèn chân à gương chiếu hậu bên trong xe, đèn chân. Nó khá cơ bản thôi ạ. Còn về màu sắc xe của chiếc xe này thì nó có tổng sẽ là có bốn màu cho em có thể để cho anh em lựa chọn là màu bạc này màu đen này màu bạc tím và màu trắng đấy ạ đây còn bước theo nhiên liệu của chiếc xe này ok vậy video này nó giới thiệu cho em về phần giá xe tổng bánh chương trình khuyến mại và những tính năng option của chiếc xe Toyota Avanza bản số sàn rất là chi tiết cụ thể rồi Vậy video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhé. Để sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Toyota cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW cũng như rất nhiều xe trên trường Nam để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em bởi vì kênh xe hai thứ giờ của em sẽ chuyên về giá xe tổng bánh và các chương trình khuyến mại ạ. À. Ok, em xin phép em đã dừng video đây ạ. À. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ. À.